Chiều nay, 23/7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo thông báo có thêm 4 ca mắc COVID-19 nhập cảnh và được cách ly ngay, không có nguy cơ lây ra cộng đồng. Theo Ban Chỉ đạo, các ca mắc mới là bệnh nhân COVID-19 thứ 409 đến 412 tại Việt Nam. Trong đó, bệnh nhân 409, nữ, 37 tuổi, quốc tịch Philippines, chuyên gia về lĩnh vực giáo dục. Ngày 19 tháng 7, bệnh nhân từ Hàn Quốc nhập cảnh sân bay Phú Quốc Kiên Giang trên chuyến bay QS9461 và được cách ly tập trung ngay sau nhập cảnh tại H. Phú Quốc. Ngày 20 tháng 7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế H. Phú Quốc. Bệnh nhân 410, nam, 25 tuổi, địa chỉ tại H. Tiên Lữ, Hưng Yên. Bệnh nhân 411, nữ, 30 tuổi, địa chỉ tại TP, Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Bệnh nhân 412, nam, 49 tuổi, địa chỉ tại TP, Đồng Hới, Quảng Bình. Cả 3 bệnh nhân trên từ Liên bang Nga quá cảnh Belarus trên chuyến bay VN5062 về sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh ngày 17/7, được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định lấy mẫu lần 1 và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Các bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 ngày 22 tháng 7 và có kết quả sàng lọc dương tính với SARS-CoV-2. Mẫu được gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ TU, Hà Nội xét nghiệm khẳng định kết quả ngày 23/7 có 3 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Cả 3 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Trước đó, 16 ca dương tính trên chuyến bay VN5062 trên đã được thông báo là các bệnh nhân ở 3 tỉnh, Nam Định 4 ca, Ninh Bình 8 ca, Hòa Bình 4 ca và được cách ly tập trung ngay sau nhập cảnh tại Trung đoàn 180, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định. Theo Ban Chỉ đạo, cả nước đã qua 98 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, trong số 412 ca mắc ghi nhận tại Việt Nam từ đầu dịch có 272 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay, 365 bệnh nhân đã được điều trị khỏi. Có 10.336 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.